Câu ca sô chắc chắn vào trong đề thi. Bạn nào trong kênh của mình mà chưa biết, xem ngay video này, nó sẽ hướng dẫn cho anh em mấy cái cơ bản. Các bạn cố gắng nhớ lại ngay nhá. Cái câu này, tính tích vô hướng, chắc chắn là rất nhiều anh em không biết đúng không? Bây giờ các bạn bấm menu 5 để chúng ta ra cái vector này, anh em chọn 1. Các bạn chọn 3, vì đây là 3 loại 3, 3, 3, 3 số nhá. 1 này, trừ 2 này, 3 này. Đó, bấm từng bước cho anh em luôn. Tiếp tục menu 5. Menu 5 anh em chọn 2. Các bạn chọn 3 tiếp cho mình. Đấy, 2, trừ 2, 1. Ok, sau đó các bạn option cho mình. Đây, sau đó các anh em bấm on cho hết đã. Từ đó các bạn option, lấy A ra, 3, option, kéo xuống dưới, chọn 8, tích vô hướng, option, 4, vector B, là hai cái này nè. Đó, bằng 9, anh em khoanh luôn được đáp án này. Đó, khoanh luôn được đáp án này. Sang con Casio 580, nhiều anh em cũng chưa biết nó như nào đúng không? Ok, chỉ anh em này cũng menu 5 các bạn nhá. Các bạn chọn ra từ A, chọn 3, anh em nhập cái này vào, 1 này, trừ 2 này, trừ 2 này, 3 này, đó. Sau đó các bạn bấm tiếp, menu 5, vector B, 3, 2, trừ 2, 1, đó. Sau đó các bạn on, anh em option, vector A 3 này, option tiếp, kéo xuống dưới, chọn 2, tích vô hướng, option tiếp và 4, nó cũng ra 9. Đó, ok chưa? Bạn nào trong kênh của mình chưa biết cái này nhá, ok áp dụng nhá. Câu ca sô chắc chắn vào trong đề thi. Bạn nào trong kênh của mình mà chưa biết, xem ngay video này, nó sẽ hướng dẫn cho anh em mấy cái cơ bản. Các bạn cố gắng nhớ lại ngay nhá. Đây, cách tính module số phức các bạn nhớ cho mình nhá. Đây, anh em có cái chắc chắn kiểu gì có một câu như này. Và các bạn chỉ cần bấm menu 2 cho mình để nó chuyển sang chữ Y ở đây, số phức. Sau rồi các bạn shift ABS, anh em nhập đúng cái biểu thức này vào. Đó, cộng 5 Y bằng căn 34. Khoanh luôn đáp án A. Nhanh chưa? Chưa đến 30 giây. Ok. Đó, còn sang con Flexio này, nếu mà bạn nào cũng như thế thôi. Menu 2, anh em cũng shift ABS, 3 cộng 5 Y, đúng không? Căn 34, ok. Đó, bạn nào trong kênh của mình mà chưa biết, đây nhá, đây nhá.